thì nhìn đánh đi là rồi. Để cái ra thôi. Đều đều đừng đừng có vô đọc vừa nhà với tính mạnh hôn vào một tí đỡ 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 có rồi bỏ bớt hôn ra đỡ đây là dốc là mình phải bớt nhẹ nhẹ ăn cái đều với học là làm bạn đọc cái đều đứng lên lên cái đỉnh dốc là không đạt được từ đấy là lên dần dần rồi đạp côn về chỗ đạp côn để về chỗ này. Thế là có cái đoạn đường đẹp ở bên kia luôn đó nói luôn à, tức là đang coi như là đang thuyết trình cái đoạn đường này, đang đi đoạn đường này đến đâu đến đâu đang đi đường trường cái đẹp. Mà nó lên tí nữa nhỉ lên đây nhỉ có được không đấy, nó được cái nhiều quá thì đấy lại để đặt thẳng nó lại dừng lại đều phải côn côn mà thấy tốc độ nó nhanh quá thì chuyển sang phanh sang ra phanh để cho nó giảm lại bây giờ em tí nữa em vào số 2 cho anh này tất cả vào phố là phải côn hết hiểu chưa vâng cần phải xe phải chậm nữa thì mình mới cần dùng đến côn còn côn thì là ít khi dùng vâng. Côn chỉ cần vào chỗ ra thôi đúng là mình ấy cứ phải đúng rồi nó giống như số tự động rồi tất cả hôm trước anh lập định rồi đổ xong rồi xe có kiên nhâm thì anh phải thôi đừng có làm thế thì anh xe cũ và không may anh đi mày học học cái gì là do xe thôi nhưng mà mình phải đây mình đã không sửa thì không được mà sửa thì có phải là tiền trăm tiền triệu đúng không? Việc gì của anh ví dụ như các anh muốn đi ví dụ một tháng thì học xong rồi tổng kết rồi nhưng em nói thật đấy là cái này là bình thường như các thầy khác là chả có đâu nhưng mà em là em người em tâm lý của em là từ người học ra đấy mà em rút kinh nghiệm ra thì ví dụ nào anh em mình thành thạo hết rồi wow. Ai thành thạo hết rồi bắt đầu là kết thúc bài rồi ví dụ là chủ nhật chẳng hạn về tí thứ sáu rồi thì anh thứ năm chẳng hạn thứ sáu anh liên hệ với em và anh bảo là chỗ đi xem cho anh em vào một buổi một ngày chủ nhật chẳng hạn thì xong giờ anh em đổ thoải mái và thống nhất để cho nó quen lại ấy, giống kiểu như là đi đường trường ấy wow. Giống như sẽ đời nữa ta tỏ cờ lại xe nữa giáo luôn vâng tôi phía cũng chơi thầy giọt nữa giá tiền chỉ cờ nó là tên phong tê dừa rồi dù có chơi là cờ ta lấy một xe ta nữa cờ tao chơi phía xa dụng xe đó vì ta chỉ muốn nhé là dù trông lưu trông lìa là dù nữa cũng trên xe là cờ chứ ta chỉ nhìn vô chiếc tàu chê cho đi nữa là chuyển sang côn nhẹ à quên phanh nhẹ là già nhẹ cái này em không em không phải nói cần được phải hỏi đấy là cái nghiệp vụ của em rồi là mình vừa nói mình vẫn làm mình không cần phải thì là cờ xin nữa là cờ ấy có bóng đó là chặt chê dưới tu sĩ cứ là chơi giặt từ rồi vừa chụp tơ thì dùng chỉ tơ chơi đâu như dùng chỉ nó mới lúc chơi lọt rồi vừa dùng chỉ bao trả đi nữa
多了产出哈，那老多难度。这天的木头来搞，但是比较多些些。木搞就单一弄到呢，也搞得耗费得搞些多。到底搞哪了呢？大姐又买一块木。đứng đó đi cầu lán lại chơi dùng một thi đồ phố là tên trồng cái chơi ta đi cầu chi cầu trâu lán tên đại đấy ta chỉ cần địa ấy thì tiền chỉ biết cỡ trái nọ ta mà điều trị trái nọ chỉ chỉ còn nhẹ rồi thế xong nó chỉ cần còn nhẹ thế ta chỉ một cỡ còn lấy ta đợi chặt chế một cái là thế thì nhung chỉ như sẽ chỉ mua chế là ho tay tay phun dư ly hoặc là bún tỉ ha con à chỉ dùng mù rê cứ chỉ dùng tàu nữa thì xong rồi thì cứ phía trước cởi chặt xe nó như chế độ có một xe tàu nữa chế lò dù ho dù ho bảo trả này là cờ cờ bảo trả xong nó cờ trả chế lò chế lịch xong nó cờ trả đạt lâu ta đấy cứ tia đấy khẩu bụi nhua đôn tay cờ nó mà cũng chỉ thóc cá chỉ tao rồng nữa ta chỉ tao lông hết thầu thầu ấy giờ dù vì lúc chế nó lo chỉ dù chia chỉ tao tăng thầu hot sáng để ở đây giờ con à chỉ dù thao cá là thao chỉ tao lông bây giờ dù mùng sứ là chỉ chặt tao là thiệt ta chỉ ở chỗ mua xí phương nhân tại dù đi xa á giờ cũng nhớ chỉ mua là cút tàu thiệt đó mà tao à confident cho tao à cho xia cả tiền chính mình không sai chứ đấy thế là có cái đoạn đường đẹp ở bên kia luôn nói luôn tức là đang coi như là đang thuyết trình cái đoạn đường này đang đi đoạn đường này đến đâu nên đang đi đường trường cái mà nó lên tí nữa nhỉ đến lên đây nhỉ có được không được. Để nó được cái nhiều nhá thì đây lại để làm xong các bạn cái gì đó họ nói đục cái lẻ nữa đang nói đoạn đường cua đẹp đục cái nó mà lẻ cỡ chỉ một từ hết to thế แต่นอนมุดต่อตรงหลีเจชัวรีว่าเปล่ากิโลเมตรละซึ่งนะจะถึงซึ่งหมดเลยนะที่ไอเดียมันก็เหมือนจะลงเดี๋ยวก็เทมเงินจะนอนดูมวยจังแซ่เดี๋ยวไปเจอหมดบ้านจะไปจ่ายโอ้ยเรื่อยๆไม่เบาก็มาสองเก็บปูบัตรไม่บัตรบัตรเจ้าเงินบัตรน้อยบัตรเจ้าปะmình rồi con Quân Hoành học chưa nhỉ? Anh học cùng anh, học với anh, lớp trước em. Chính nhau em bây giờ học có hai buổi, bậc ba bậc bốn. Bây giờ anh đang tập tập cái đó. Trong hoa chính sao nhỏ khó cù, một trái cù.Cho nhỏ nhỏ cho ý tưởng Tu cú lú Gia ta lo thảo ý Cho kế nó Thảo đá ư lên tàu Tu đê nó Thảo đá ư lên tàu Cho tăng nó Thảo đá ư sông gạo gió Nhưng mà không phải là đi tuần thôi
em đi bộ đi lu cầu trò. Khi nào cần về số thì đặt hết con để về đây về số. Đang đi số 3 đúng không? Hoặc là từ số 2 lên số 1. Trong một sai chiêm nụ trao ngó từ. Cái tầm máy nào nó cũng có cái trống trống đúng không ạ? Hay là có chứ, có một máy từ 4 triệu trở lên đều có trống rung ạ. Anh xem cái chủ camera mà nó có cái nút mà rung rung ấy, anh khi anh quay bình thường thì nó sẽ rung, nhưng mà anh bấm vào đó thì nó sẽ siêu ổn định. Anh mà hay hát hay hay live stream giống như kiểu 108 khóc rồi. Sảnh cũng hay hát trực tiếp, em thấy cũng mượt. Bốn mươi cm anh. Vâng. Vâng. À vai giữa chuồng. Vai giữa chuồng. Đấy là chúng ta là bắt đầu đánh lái. Được chưa? Anh đã đánh lái. Khoan đây là peta tổ cởi ô che thầu yêu thóc cá là gà cho hầu gà ra nữa gà cho hồng luôn cua tàu che nè đây là lúc chết che nữa. Ok đấy nữa thôi. Được, ok. Đúng rồi, đi sang bên đây. Chuẩn. Phải quay tí nữa.
chưa chưa xong xong mà anh, chưa xong xong, nó vẫn đang còn đập vào đấy đấy.